Xin chào tất cả các bác tài, hôm nay ô tô Phú Cường được dịp ghé thăm nhà máy. Và hiện tại nhà máy Jack sẽ sắp ra một sản phẩm mới sẽ ra mắt về thị trường vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5. Chúng ta hãy cùng nhau xem sản phẩm mới có gì đặc biệt nhé. Và đây là con xe tải Jack N250 SE5 2 tấn rưỡi đi vào thành phố và dự kiến sẽ ra mắt với các bác tài vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Hứa hẹn đây sẽ là một dòng xe hot nhất thị trường trong thời gian sắp tới. Và Tuấn ơi, Tuấn có thể là giới thiệu cho các bác tài xem thử cái con xe Jack N250 SE5 này có những điểm gì nổi bật nhé. Dạ, đầu tiên á, thì chúng ta phải đi vào cái phần thông số kỹ thuật của xe. Thì con xe này là một con xe để thiết kế cho anh em là chúng ta có thể đi vào trong nội thành để chạy hàng trong thành phố, không có bị cấm tải nha anh em. Nhà máy cho ra cái tải trọng chuyên chở hàng hóa của nó là 2 tấn 25. Chúng ta sẽ có cái kích thước lọt lòng thùng rất là rộng luôn. Chiều dài lọt lòng của nó là 4m2, rộng là 1m96 và cao là 1m88 ha. Và đây là phiên bản thùng kính của dòng xe Jack N250S đi vào thành phố. Thì Tuấn, ngoài cái phiên bản thùng kính này ra thì có phiên bản thùng gì nữa không, và có đặc biệt gì so với lại cái thùng này với thùng cũ không Tuấn? Dạ thì theo thông tin nhà máy cung cấp cho em biết á, là xe này chúng ta sẽ có hai option thùng cơ bản nha, là thùng kính như thế này và thùng bạc nha anh em. Đó thì ngoài ra bên em nếu mà anh em cần đóng thùng theo yêu cầu hay là cần hỗ trợ thì cứ liên hệ đi, bên em sẽ tư vấn kỹ hơn về phần đóng thùng. Xe thì cơ bản là hai thùng như thế này, anh em có thể lựa chọn giữa hai option. Nếu mà anh em thùng vẫn như thế này mà chúng ta đi nội thành thì lấy cái loại 2 tấn 25, còn nếu anh em thích cái dòng xe này nhưng mà không đi trong thành phố thì chúng ta có thể lấy là 3 tấn rưỡi nha anh em. Wow, xe có rất là nhiều ưu điểm ha, vừa vào thành phố được mà vừa thùng vừa dài nữa. Và chị có thấy là cái xe này, cái thiết kế đầu cabin của nó khá là khác so với lại thiết kế cũ, thì nó có những điểm gì khác biệt và nổi bật hơn vậy Tuấn? Theo cảm quan của em Tuấn á, thì cái con xe này thiết kế nó sẽ bắt mắt hơn, nhìn nó sẽ chắc chắn và nó sẽ hầm hố hơn cái dòng xe N200S. Chị thấy đây cái có một cái cụm đèn thấy giống như nó xịn sò hơn cái cũ đúng không em? Dạ thì nói chung là theo em được biết đó nha, là đèn này sẽ được nâng cấp. Thứ nhất là thiết kế chúng ta sẽ đẹp hơn nè, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái dải đèn led hình chữ C ở đây, và ở đây cũng là đèn led luôn. Và cái đèn này là sẽ thay từ đèn halogen thành đèn bi cầu, đó nó sẽ bền và nó sẽ chiếu sáng tốt hơn nha anh em. Thế thì ngoài những cái ưu điểm mà nãy giờ em có trình bày về cái đèn á, thì chị thấy cái đèn này nó khá là đặc biệt, thì không biết ngoài ra thì nó có cái điểm gì đặc biệt hơn nữa không hả Tuấn? Trong cái thiết kế đèn này chúng ta sẽ có ở đây một cái đèn là đèn tự động nha. Thì chức năng của nó giống như là anh em khi mà vào cái môi trường hạn chế sáng hoặc là tối là đèn nó sẽ tự động sáng. Thì cái này thường là trang bị cho xe ô tô, xe hơi. Chứ còn xe tải thì hiện tại là bây giờ là xe Jack đã có trang bị rồi nha anh em. Nói về hệ thống gương của cái xe Jack N250 SE5 này á, thì chị thấy nó cũng cái cụm gương giống như cái xe cũ kia thôi, có gì đặc biệt hơn không hả Tuấn? Dạ thì gương á thì vẫn là gương hộp giúp cho góc nhìn rộng hơn như cái dòng xe cũ, nhưng mà nó có một cái tính năng mới anh em chắc chắn rất là thích, đó chính là chức năng sấy gương đó. Thì nó có cái hệ thống sấy gương bên trong này, khi mà xe chúng ta mà đi mưa á hoặc là sương mù á thì nó rất là ok luôn, chúng ta sẽ không có bị hạn chế tầm nhìn đó. Ở trên xe nó có nút á, anh em chỉ để máy lên bấm một cái là gương sẽ được sấy. Chúng ta hãy cùng nhau xem bên trong khoang cabin có những gì khác biệt hơn so với xe cũ ha Tuấn ha. Theo anh thấy thiết kế cabin vuông rất là rộng rồi, rất là thoải mái rồi. Xe thì vẫn là 3 chỗ ngồi, trợ lực thì vẫn là trợ lực điện và có tích hợp ga tự động cũng như là đàm thoại đánh tay. Nhưng mà ở đây cái phần tắp lô anh em để một tí nha, là nó sẽ cao hơn, thì tối ưu được cái thao tác tay của anh em khi mà chúng ta vận hành xe và rất là thoải mái khi mà chúng ta di chuyển luôn. Wow, đây là động cơ của chiếc xe Jack N250S. Với cái động cơ này có gì khác biệt không so với lại cái xe N200S cũ vậy Tuấn ha? Dạ thì theo em biết nha, là cái con xe này nó sẽ trang bị khối động cơ Jack luôn, là trực tiếp nhà máy Jack sản xuất. Nên cái vấn đề mà về linh kiện hoặc là về vấn đề là sau này anh em cần bảo dưỡng thay thế linh kiện thì nó sẽ luôn đáp ứng cho anh em là cần là có, chỉ cần alo thôi là chúng em sẽ gửi về tới nhà. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là 4 máy và dung tích làm việc của xi lanh là gần 2.2cc. Đó thì xe này chủ yếu là anh em mua về chạy nội thành, nên cái vấn đề là xi lanh 2.2cc nó sẽ giúp anh em tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Thì lúc nãy chị có nghe Tuấn có báo là cái xe này là dung tích xi lanh là gần 2.2cc, như vậy thì nó sẽ cho ra cái công suất như thế nào so với xe cũ? Dạ thì nói chung là công suất của nó cũng không có thấp hơn xe cũ đâu chị, là 120 hp, nhưng mà chúng ta sẽ được là tiết kiệm nhiên liệu hơn, tại vì cái dung tích xi lanh nó nhỏ hơn một tí nhưng mà cái công suất nó vẫn như vậy đó. Thì xe sẽ đảm bảo được cái độ vận hành nhưng mà sẽ rất là tiết kiệm luôn. Theo thông tin em được biết, hai con xe này thì nhà máy vẫn bảo hành cho chúng ta là 5 năm trên 150.000 km nha. Đó thì thời gian bảo hành rất là dài so với một con xe tải luôn nha.
thì về cái tính năng an toàn của xe thì có cái điểm gì đặc biệt của cái xe này so với lại các cái dòng xe tải trước không em? Dạ thì xe rắc này nó sẽ có trang bị một cái tính năng an toàn mà trên cái dòng xe tải nhỏ tầm khoảng 3 tấn rưỡi đổ lại á thì rất là cần luôn, đó chính là cái hệ thống phanh ABS nha. Thì cái này anh em có thể hiểu nôm na là hệ thống chống bó cứng phanh, tức là khi mà xe chúng ta đang di chuyển trên cái cung đường trơn trượt á mà muốn thắng gấp, phanh nó sẽ nhấp nhả liên tục luôn, thì nó chống như chúng ta là cái trường hợp là xe chúng ta dừng đột ngột và bị trượt và bị lật đó, thì rất là an toàn cho anh em nào mà đi trong môi trường là thứ nhất là đường trơn trượt nè, thứ hai là đường đồi núi nè, thì rất là an toàn trong cái khi mà xe có trang bị hệ thống ABS nha. Chiếc xe tải Jack N250SE5 này thì sẽ có mặt trên thị trường và sẽ có mặt ở ô tô Phú Cường vào khoảng từ cuối tháng 4 đầu tháng 5. Và mong rằng đối với tất cả các bác tài đang quan tâm dòng xe này thì mời các bác tài đến ngay ô tô Phú Cường để có thể trải nghiệm dòng xe Jack N250SE5 này tại ô tô Phú Cường nhé. Ô tô Phú Cường, bạn hữu đường trường.